Hello, xin chào tất cả các bạn. Trong video ngày hôm nay mình sẽ đi sưu tập những chiếc xe Lego duy nhất trong tựa game GTA năm này. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đi trời ơi, hôm nay cái bộ đồ này mặc không bữa rồi. Bây giờ mình sẽ thay đổi cái bộ đồ khác để cho nó nhìn nó trẻ hơn xíu nha các bạn. Trong bộ đồ này nhìn nó hơi già quá các bạn à. Hay mới đi thay bộ đồ ra anh em à. Đó thì trong hôm ngày hôm nay thì mình mặc nguyên cây Gucci lên nha anh em. Nhưng mà cây Gucci này cũng khá là đẹp đấy. Ok, đó đã tóc nhìn vẫn ngầu như xưa. Rồi đây, hôm nay mình sẽ lấy cái con xe này để mình đi tìm những chiếc xe, sưu tập những con xe Lego độc nhất trong tựa game GTA 5 này nha các bạn. Đó, con quỷ này thấy mình lái con xe độc quá, nhìn bây giờ lấy điện thoại ra chụp hình nè các bạn. Chụp hình này. Xe này vẫn tông như thường được nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ chạy con xe này cho anh em. Trời. Đây là một con xe cảnh sát bình thường trong tựa game GTA 5 nha các bạn. Trời. Xe này là xe điện nha các bạn. Nên tốc độ của nó cũng lên được 90 km/h luôn. Trời ơi. Trời ơi, con xe bá cháy bùa chát luôn các bạn ơi. Ok, thì bây giờ trong video ngày hôm nay mình sẽ đi tới những cái địa điểm được cố định sẵn trên bản đồ này. Thì nó vị trí nó cũng khá là xa đó các bạn à. Mỗi nơi nó cách nhau 1, 2, 3, 4. Ủa, mình nhớ là có rất là nhiều xe luôn mà ta. Sao trong này chỉ có 4 chiếc thôi các bạn à. Hình như là 5-6 chiếc luôn ấy. Nhưng mà mình sẽ đi tìm kiếm sau. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tới địa điểm đầu tiên nha các bạn. Mà địa điểm này không biết có hay không nữa các bạn à. Và những cái địa điểm kế tiếp á thì mình phải tới đây. Mình tới những cái địa điểm á, rồi sau đó sẽ có người dẫn mình đi nha các bạn. Chứ mình không thể nào mà tự đi tới được các bạn à. Ở đây có mấy thanh niên. Ý, trời ơi, con xe này à, nè. Đây, bây giờ mình sẽ chạy theo bản đồ. Vẫn tông như thường được các bạn à. Ui, ở đây là Los Angeles vào lúc 9 giờ sáng nha các bạn. Ui, trời ơi, quá lắc. Trời ơi, chạy trong vỉa hè rồi cũng khá là bự. Ui, trời ơi, tông vô một phát. Ê, quỷ này đâu quýnh mình các bạn ơi. Thôi, chạy. Tuổi gì mà dí theo mình. Ui, trời. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cố gắng chạy ra đường cát thử. Trời ơi, tốc độ của nó vẫn ghê luôn các bạn à. Hình như cái con xe đầu tiên các bạn, nó rất là gần luôn ấy. Bây giờ mình tăng tốc lên một phát là nó lên cả 100 km/h luôn các bạn ơi. Wow. Bây giờ chúng ta cùng di chuyển nhanh. Hình như nó nằm ở đâu chỗ này các bạn ơi. Cái con xe đầu tiên, hình như chỗ này sao nó là lạ ta. Mình nhớ đâu con xe đầu tiên nó nằm chỗ này các bạn ơi. Rồi nó nằm ở đâu ta? À, ở đâu trên khúc chỗ này nè các bạn. Mình nhớ đường đi mà, không biết con này được vô đổ xăng được không ta. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vô đổ xăng thử coi. Tấn, đây, không biết là cái xăng này có đổ được không trời. Trời ơi, sao không thấy cái gì để đổ xăng trời. Không thấy gì để đổ à. Cho nổ cái xăng luôn các bạn à. Không có gì để nổ thì tôi cho. Vẫn không nổ luôn các bạn ơi. Wow, đó các bạn, khi mà chúng ta tăng tốc lên, chúng ta ném bom thì khá là xa luôn các bạn à. Đó các bạn. Ok, ném mấy trái bom mà. Rồi các bạn ơi. Cây xăng nổ toan luôn rồi. Ok, đây bây giờ chúng ta hình như đây. Đúng rồi, mình nhớ không nhầm. Cái vị trí đầu tiên nó nằm ở đây các bạn ơi. Trời ơi. Trời ơi, con xe này khó điều khiển quá các bạn ơi. Mặc dù nó hơi lắc nhưng mà nó rất là khó điều khiển luôn á các bạn. Trời. Không biết con xe đầu tiên của chúng ta sẽ như thế nào đây nhưng mà khá là trong gai luôn đó các bạn. Trời ơi, cái đường chỗ này hình như là đường khá là dốc luôn ấy. Wow, bữa nãy mình phá xong á, hình như là có trời ơi, mình mới vừa phá xong thì có xe chữa cháy tới luôn các bạn ơi. Wow, ok, bây giờ chúng ta sẽ quay qua. Đây. Bây giờ hình như đây, thấy rồi các bạn ơi, con xe đầu tiên. Wow, nhìn xịn thật sự các bạn ơi, nhìn giống y chang xe đua nhưng mà không phải chiếc này. Đây, trời ơi, con xe đầu tiên là một con xe cứu thương các bạn ơi. Trời ơi, nhìn đúng là chắc là xe Lego luôn các bạn, nhìn khá là Lego luôn á, không có gì là khác biệt luôn các bạn ơi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thử coi thử. Vẫn bể như thường các bạn ơi. Mình tưởng lốp Lego là không bể nhưng mà khi mà bắn cho phát vẫn bể như thường luôn các bạn. Ok, bắn bể nhưng không biết khi chạy thì như thế nào đây. Wow, để vô trong xe coi thử. Ok, vẫn không có gì. Trời ơi, sao nhìn bên này nó trống trải dữ ta. Thôi, lỡ bánh mình bể rồi, cho nó bể luôn đi. Vẫn bánh bể như thường các bạn ơi, mình tưởng xe làm bằng Lego thì sẽ không bể. Thôi để chiếc xe nhỏ này ở đây đi. Xíu nữa về cắt chiếc xe này rồi mình sẽ lái nó đi tiếp các bạn. Trời. Bây giờ sẽ chạy về nhà nha các bạn. Hình như nó nghe tiếng. Nó nổ lốp nó bể mà hình như nó vẫn còn nguyên cái lốp luôn các bạn ơi. Nó bể nhưng mà nó nổ luôn cái lốp nhưng mà nó vẫn còn nguyên luôn nè. Trời ơi, đập lại bình dương quá. Ok. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ cùng chạy về nhà thôi nào. Trời ơi, trong lúc đi về nhà các bạn ơi, chiếc xe mình nó móp sộp luôn rồi. Trời ơi, con xe cấp cứu Lego của mình. Trời ơi, trong lúc chạy đi về thì con xe của mình nó đã bị tâm vô một phát. Giờ nó móp luôn rồi. Đây các bạn ơi. Bây giờ trong lúc đi gom cái con xe này về
Lâu lắm rồi mới đi về nhà các bạn ơi. Trời ơi, nhà mình đây mà lâu lắm rồi mới đi về luôn á. Ok ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng dê xe vô. Con này là con xe cấp cứu nha các bạn, nhưng mà là bằng Lego, khá là xịn sò luôn ấy. Ok ok, vô thôi. Wow, đây là một con xe đầu tiên mà mình sưu tập được các bạn à. Wow, nhìn xịn thật sự các bạn ơi. À, mình chưa thử tính năng chở người đi cứu thương của nó. À, không biết ở đây có ai không ta? À, trong nhà. À, đây đây đây, ok ok, có chị này. Bây giờ là bắt được anh này nè. Bước xuống mày, đưa xe cho tao mày. Nhưng mà mình không đi các bạn. Ông này em sẽ bỏ chạy. Đừng có tông tôi, đừng có tông tôi. Ông sẽ bỏ chạy các bạn ơi. Thôi kệ, thôi đi vô nhà kiếm ai. Ý, vô kiếm một người cho nó thực tế đi các bạn. Chứ ở đây hình như có người các bạn ơi. Đây đây đây, anh này đang đứng làm gì đây? Ok ok, bây giờ để có người sẵn lực các bạn ơi. Bây giờ sẽ thử tính năng chở đi cấp cứu của nó nha các bạn. Trời ơi, bữa nãy mình lấy chiếc xe cấp cứu mà mình quên cái tính năng của nó là xe cấp cứu luôn các bạn ơi. Ok, để bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm cho anh này lên xe thử coi. Ồ, à, đứng chặn chỗ này là có sao không hả? Cha nội này cái chân, ok. À, chiếc xe mình nó bị mắc kẹt chỗ này rồi. Nhưng mà vô vẫn được. Rồi, thả em này vô này. Rồi, ok. Ủa, thả vô xong được ta? Thôi, đóng cửa lại đi. Không được thì thôi, đóng cửa lại. Trời, cha nội cứ nằm ở đó luôn. Ok, mở cửa, đóng cửa được. Nhưng mà bỏ người vô không được. À, đây thử coi. Mở cửa ra lại coi. Để mình mở cửa ra. Trời. Trước khi đưa người đi bệnh viện, chắc người đó chết luôn quá. Đứng đó, bây giờ mình sẽ lưu lại thử cái. Mình đã mở trói cho ổng rồi. Bây giờ mình sẽ lưu thử ổng có dằn vô trong xe không các bạn. Để coi. Wow, cánh cửa sau của nó mở được khá là cao luôn các bạn. Cứu nhưng mà không có dịch vụ, không có y tá nên là phải chơi vậy các bạn. Không được các bạn ơi, anh kia chết ngay tại chỗ luôn rồi. Trời ơi, chết ngay tại chỗ rồi, không đi được. Ok, thôi kệ bà nó luôn. Đóng cửa lại đã tính sao. Đó, bây giờ đóng cửa lại đi. Đi lấy chiếc xe khác để hết thời gian các bạn ơi. Bây giờ chúng ta phải chạy. Cái gì vậy? Cửa đóng trúng mình xỉu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ở đây sẵn tiện có chiếc xe lấy đi luôn nè. Đó, mà lại đúng là cướp xe quá chi hợp lý luôn. Wow, con xe này chạy cũng khá là ngon luôn ấy. Cướp xe, trời. Nãy cướp xe là quá hợp lý luôn các bạn ơi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến điểm kế tiếp nào. Wow, con xe này chạy đã quá các bạn ơi. Điểm kế tiếp hình như là một cái gì á. Ủa, đây là một tòa nhà khu vui chơi trên núi hả ta? Nhưng mà con xe, trời ơi, con xe này mình đã chạy. Ở đây có cái một bên này. Trời. Mới bấm một cái mà đã bay lên luôn rồi các bạn ơi. Có bảo vệ ra nè. Hình như thấy mình trong xe mà anh đó làm gì á. Có gì không anh? Không có gì á, không có gì, đi thôi. Chứ tưởng có gì. Cái gì vậy? Khùng này. Không biết chiếc xe kế tiếp nó nằm ở đâu ta. À, đây rồi các bạn ơi, hình như đây là một con xe. À, xe này chở phạm nhân. Toàn là xe chở người không vậy? Chiếc đầu tiên á là chiếc mà chở đi đâu vậy? Đi qua ngõ kia mới vô được à? Chiếc đầu tiên là chiếc xe chạy cấp cứu. Bây giờ chiếc kế tiếp là chiếc chở phạm nhân. Vẫn có còi các bạn ơi. Lần đầu tiên mình thấy xe phạm nhân bằng Lego luôn á các bạn. Xe chở phạm nhân mà không có phạm nhân thì cũng hơi kỳ các bạn à. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm phạm nhân thôi nào. Vẫn phương pháp cũ, bắt người thôi các bạn. Có ông già đây. Lâu rồi. Tự nhiên chỉ sống rồi các bạn ơi. Rồi, ok. Vẫn bắt được, chạy đâu cho thoát. Ok, bây giờ chúng ta sẽ sẵn xe chở người thì thôi. Bắt ông già này về luôn các bạn à. Ok, trong bộ sưu tập xe của chúng ta toàn lấy mấy chiếc xe độc lạ Bình Dương không nữa. Đây. Ok, ông sẽ được lên xe nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở cửa hai bên à. Sao xe này độc lạ dữ trời. Rồi, ông này ngồi đâu? Để tôi coi thử coi. Ok, để mình đút ông vô coi thử. Cửa sau sao mở không được? Trời ơi, tưởng đâu cửa sau mở được. Các bạn à, sau khi mở xe này chở người, vẫn là xe chở người, chở tội phạm, nhưng mà mình chở không được các bạn à. Nên là bây giờ mình phải đóng cửa lại đây, bỏ lên nắp nhà luôn. Trời ơi, chiếc xe gì bất tiện dữ thiệt á chứ. Thôi ok, chở trên nắp cũng được các bạn. Bỏ trên nắp chở vẫn ok. Ok, đây là một chiếc xe cảnh sát nha. Wow. Hình như lắc lư các bạn ơi. Rắc. Rồi, ông kia rắc rồi. Thôi ok, kệ ấm đi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi về vô một chiếc xe thứ hai trong bộ sưu tập nha anh em. Tắt cái loa đi nghe ổn. Trời, ở đây có một con nai các bạn ơi. Con nai sừng được. Bắn được con nai luôn rồi nè. Trời ơi, lái một con xe cấp cứu mà bắn được con nai luôn. Ok, lộn. Xe chở tội phạm. Vậy, đây là xe chở tội phạm đây. Ok. Wow. Nhìn thấy mỗi cái vô lăng không à. Trời ơi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi ok. Đi đường này đi cho nó nhanh. Có đường tắt mới gì không đi đúng không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ chạy về.
và bỏ vô con xe thứ hai trong bộ sưu tập nhé anh em. Giờ chúng ta đã về gần tới nhà rồi nè, con xe này mình vẫn giữ nguyên vẹn nha anh em à. Ok, tắt coi ồn quá đi anh em à. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đưa vô đây tiếp theo. Ông anh kia vẫn còn nằm đó anh em à. Trời ơi, đi cả buổi trời về rồi mà ông anh vẫn còn nằm đó hả? À, trời ơi, tội ông anh này quá đi. Không biết ông làm gì nằm đây. Anh ơi, anh à. Trời ơi, nằm im tại chỗ luôn các bạn. Hình như anh ấy bị sốt chết rồi đó. Rồi, xong. Ok, anh em. Và bây giờ hai con xe đã về tới nhà rồi. Nhưng mà hai con xe này nó cũng chưa đủ lắm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi lấy con xe thứ ba. Nhưng mà đây, bây giờ mình sẽ chạy vô nhà và lấy cái con... Đây, con xe của mình. Nằm ở dưới này các bạn ơi. Trời ơi, lâu ngày không về nhà quá quên luôn. Đây là một con máy bay các bạn. Nhưng mà máy bay này động cơ phản lực à, bay cũng khá là sướng luôn ấy. Vẫn bấm nút rồi như thường, vẫn còn bấm nút được luôn anh em à. Anh em thấy không? Như là phim luôn ấy. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng di chuyển tới điểm kế tiếp nào. Từ từ, lên cao, ok. Bay lên những tòa nhà luôn anh em à. Thường là đi máy bay, nhưng mà bây giờ mình bay toàn động cơ phản lực thôi anh em à. Đây, bay qua hướng này mới đúng. Khi mà đạp ga là bay sướng luôn anh em à. Wow, nhìn xịn thật sự luôn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bay tới điểm đó thôi nha anh em. Trời ơi, bay đi đâu rồi, mới nãy giờ tới đâu rồi? Không biết ở đây là đâu luôn các bạn ơi. Hình như là ở trên núi rồi, nãy giờ là bay tới núi luôn rồi đó. Ok, đây, mình thấy cái gì đó ở đây rồi. Có một chiếc xe đậu ở đây anh em à. Đây, ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng... Đây, thấy rồi. Để nhảy xuống đây. Trời ơi. Trời ơi. Ủa? Mình nhảy rồi, con xe mình nó đâu rồi? Trời ơi, nó bay đi xa lắc xa lơ luôn rồi anh em ơi. Trời, thôi không sao. Kệ nó đi. Bây giờ chúng ta sẽ vô đây và lấy con xe này. Wow. Đây là một con xe hình như cứu hỏa anh em. Toàn là xe kiểu như là mấy chiếc xe cứu hỏa này. Không biết lấy cái vòi này ra cứu hỏa được không? Ủa, sao đi đâu vậy? Đi đâu xuyên qua đây luôn vậy? Toàn là xe cứu hộ không anh em ơi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng... ở đây có tạp hóa này. Có tiền không? Đưa hết đây, nhanh. Tiền đâu? Đó, lấy tiền luôn anh em à. Đưa tiền đây, nhanh. Lấy ra, nhanh. Hồi nãy bị lé hay sao anh em à? Bây giờ móc hết tiền cho mình đó anh em. Nhanh lên mày, sao chậm dữ mày? Đó, để đó. Rồi, ok anh em à. Sau khi lấy tiền xong thì không biết nó còn cắt tiền ở đâu không? Ở đây có cái xác này anh em. Phá cái xác luôn. Có dạng máy tính nữa nè. Bắn vô phát mở màn hình luôn anh em. Nhưng mà hình như con trục này làm bằng bê tông hay gì á, bắn hoài không bể. Có máy pha cà phê, bắn phát bể luôn ly cà phê. Vải này, bắn vô cái áo khoác này ra bom luôn anh em ơi. Đập lại bình dương. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng phá cái sắt coi thử. Ok. Vẫn không nổ luôn anh em à. Trời ơi, cái sắt này làm bằng cái gì rồi đó, không phải là làm bằng sắt nữa rồi. Ok thôi kệ nó đi. Vô đây cướp. Ở đây có soda nữa này. Wow. Bắn vô soda nó vỡ luôn anh em à. Trời ơi, cảm giác đã thật sự luôn ấy. Trái cây nữa nè. Bắn vô vỡ tan luôn. Ok, thôi đi chứ để không quay nhiệm vụ chính em à. Nhiệm vụ của mình là sưu tập siêu xe mà đi vô cướp của với lại giết người không được trời ơi. Ok, bây giờ chúng ta sau khi xong thì bây giờ chúng ta sẽ chạy về thôi anh em ơi. Vẫn có còi hú như thường anh em à. Wow, con xe đúng là đồ Lego anh em, nhìn giống như là đồ chơi luôn ấy, không khác gì là đồ chơi. Ở đây có một anh nè. Trời ơi, xe chữa cháy mà đi mà không né nữa, trời ơi khổ ghê. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng chạy về nhà thôi nào. Trời ơi, chạy xe ra đường mà không ngó anh cha nội kia, quỷ sứ không à. Tắt bớt cái còi này, nó ồn quá anh em. Nãy giờ đi mà đi hoài không tới. Cái nhà mình đâu ta? Chết rồi anh em ơi, trời ơi. Không biết cái nhà mình nằm ở đâu luôn á. Tự nhiên bay phát xuống đây luôn anh em ơi. Hình như nằm ở đây thì phải anh em. Ok, bây giờ hình như là đường này mình nhớ không lầm. Nếu mình nhớ không lầm thì nó nằm ở dưới đây thì phải nè. Đây, có hai con xe của mình rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vô bộ sưu tập mới nào. Wow, đẹp thật sự anh em ơi. Wow, nhìn Lego đẹp thật sự luôn ấy. Ba con, ok. Bây giờ đã sưu tập đủ ba con rồi anh em ơi. Ok, tiếp theo là sẽ là... Gì vậy? Mày, ta chưa cướp xe cơ mà là mày. Ok anh em, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tới điểm tiếp theo nào. Đây, mình sẽ coi thử. Hồi nãy mình đi tới đây rồi. Sau đây có ba chiếc. Và bây giờ... đây và đây. Ok, bây giờ không biết chỗ này hay là chỗ này ta. Nó sẽ có 4 điểm trên bản đồ thôi anh em à. Nhưng mà wow, hình như nhà hàng xóm của mình mới sắm con máy bay trực thăng anh em ơi.
Nhưng mà là máy bay trực thăng, bây giờ sẽ nhảy trộm con máy bay trực thăng này đi tới chỗ đó đóng bại luôn anh em. Ăn trộm kiểu vậy chết rồi, không hiểu ý nhau gì hết. Ok, trời trời, đang đi ăn trộm mà có người chào mình nữa chứ. À được rồi trời ơi. Ở đây có khói nè các bạn ơi. Chỗ này có ống khói nè. Nhà hàng xóm của mình mới sắm một con máy bay trực thăng anh em ơi. Nhìn đập, mở cửa ra đập dữ trời. Trời ơi, ở đâu có con trực thăng cũng ngon luôn, bữa nãy giờ không biết luôn á chứ. Biết vậy đi con này từ đầu là ngon à. Trời ơi, đi mượt quá luôn anh em ơi. Con này một chỗ nhưng mà lái cũng khá là xịn luôn á. Wow, đẹp thực sự. Thử thách. Có con này thử thách liền chứ. Chui qua đây đi. Ok. Cho nó máu chiến. Quá đỉnh luôn anh em. Chết rồi. Trời ơi. Thử phát hư luôn con máy bay trực thăng luôn rồi anh em ơi. Trời ơi. Tự nhiên thử chui xuống đó chi không biết nữa. Hư luôn con máy bay trực thăng rồi. Anh ơi, mới vừa tới nước anh cho anh đi quá vàng cái này. Ủa? Trời ơi, quá vàng này. Này, quá vàng này. Mới vừa té xuống nước ướt đồ hết anh em, lạnh lẽo quá. Ok, bây giờ hai chạy xe vậy đó. Ok anh em, bây giờ chúng ta sẽ cùng tới điểm kế tiếp. Hình như là mình đi quá rồi anh em ơi. Ở đây có bán trái cây nè. Ok. Xin lỗi anh ơi. Trời ơi, đang bán trái cây tông vô phát chết luôn. Ở đây có bán đào, có bán đồ nè anh em ơi. Wow. Trái cây này làm bằng gì, bắn không xi nhê luôn trời. Giờ mới xi nhê này. Ok, ở đây có xe. Không biết dừng xe ở đây làm gì ta. Chắc mấy người này dừng xe. Đi leo núi á. Mình đã thấy được con xe tiếp theo của mình rồi anh em ơi. Không biết đây là con gì ta. Sao nhìn lạ dữ trời. Hình như là một loại xe chữa cháy nhưng mà thấy lạ quá à. Nhưng mà thôi kệ nó đi. Nó thuộc dạng Lego mà mình đi sưu tầm mà. Mình không cần biết luôn các bạn. Không biết chở cái này đi được không. Không biết ai để con xe Jackie ở đây. Về vô. Khóa luôn ngoài lại rồi mới. Nó nổ luôn hả? Tưởng đâu là gắn vô chạy được hả anh em. Mình cứ tưởng là gắn vô chạy được. Ai vậy, nó bốc khói luôn rồi. Thôi đi thôi. Lái con xe này. Trời ơi, tưởng đâu là nó chạy được. Ai vậy, nó bốc khói luôn rồi anh em ơi. Trời ơi, wow, con đường này đẹp thực sự này. Wow, con xe này chạy đã quá anh em ơi. Kiểu như cái nó không lắc xe nào luôn ấy. Trời ơi, chạy nó kiểu như không lật anh em. Wow, tốc độ chạy sướng thì. Ý, cái gì vậy? Trời ơi, chạy xe vậy đó có được. Tông một phát, nằm chết ngay luôn anh em ơi. Trời ơi, chạy xe đang trên đường cao tốc mà hoàn động xe nữa chứ. Trời ơi, quỷ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng chạy về nhà tiếp tục thôi anh em ơi. Ok, bây giờ chúng ta đã gần về tới nhà rồi anh em ơi. Chỉ còn một con cua này thôi nữa là tới nhà rồi. Đây. Ok. Đây, bây giờ chúng ta đã vô. Ông anh kia thằng kỳ quá anh em ơi. Mới nãy trong lúc kia thì ông kia ổng chết rồi nhá ông anh em. Nhưng mà trong lúc này thì ông đó đã tỉnh lại rồi anh em à. Wow, ông anh của mình. Trời ơi, thằng kỳ quá đây à. Nhìn sợ quá anh em ơi. Không biết đây có phải là người hay là zombie đây. Thôi, cho anh ngủ lại đi. Tự nhiên tỉnh. Lúc tỉnh lúc mê nữa trời ơi. Trời ơi, nhìn sợ quá đi à. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục di chuyển nào. Đây, đi kiếm con xe khác thôi anh em ơi. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến con xe. Hình như là đây. Cho mượn đẩy chiếc xe đi nào. Hình như ông này sao đeo không. Ok, chạy đâu anh em ơi. Ông đó nhìn giống người quen quá ta. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục đi tới địa điểm kế tiếp nha anh em. Không biết chiếc xe kế tiếp nó nằm ở đâu. Nhưng mà mình đi trên con đường rất là đẹp luôn anh em ơi. Wow, ở đây là không biết khu vực nào trong từ game GTA 5 nữa. Nhưng mà đi ngang qua khu này nhìn thác nước đồ đẹp thật sự luôn anh em à. Wow. Ở đây có thác nước đồ này này. Trời ơi, ở đây có cả nguyên một cái thác nước này. Có một chiếc xe ở đây. Không biết đậu xe đây làm gì nữa. Hình như là câu cá. Mình sẽ giúp đỡ mọi người cho chiếc xe này rớt xuống cơ thể. Ok. Rồi, cho nó ra đi luôn anh em ơi. Thấy đậu xe tầm bậy là mình cho nó trôi theo dòng nước luôn kìa rồi. Vẫn trôi như thường luôn anh em ơi. Wow, rớt xuống vẫn trôi như thường. Ok, không biết chiếc xe mình nó nằm ở đâu. Chiếc xe cuối cùng nó nằm ở đâu ta?
À hình như đi, à đây đây đây. Mình nhớ không nhầm là nằm, u nó nhầm trên một đám nho anh em ơi, đi sai đường rồi. Bây giờ chúng ta phải quằn đầu xe lại. Đi sai đường rồi anh em ơi. À hình như là nằm ở đâu trên này á. U tông bể luôn. À thấy rồi anh em ơi. Đây trời ơi, nó núp ở cuối cùng, không biết đây là con xe gì mà đập lại dữ trời. À ok, đây đây. À đúng rồi, hình như đây có một con xe bán hàng rong anh em. Ô mấy thanh niên này ở đây làm gì ta? Ô vẫn biết sợ sống mà bỏ chạy chứ. Hình như là người ta bảo là khi mà mình dùng súng đại bác bắn vô cái này là nó sẽ ngã luôn anh em. Ô trời ơi, mình bắn vô cái đó không mà nó nổ chiếc xe nữa chứ. Trời ơi, tôi bắn vô cái đó không mà cũng nổ chiếc xe nữa trời. Ok ok anh em, bây giờ chúng ta sẽ cùng wow, có một cái à đây đây. Có một chiếc máy bay hình như đi phun thuốc á anh em. Thôi kệ bà đi, tha cho nó. Wow, ở đây là một chiếc xe cảnh sát bằng Lego nữa anh em ơi. Trời ơi, ở đây một chiếc bán tải. Chiếc này đậu đây làm gì trời, không biết già sống gì nữa. Ok. Có cảnh sát đây, đây đây đây. Hình như wow, cảnh sát đang dí theo tội phạm anh em ơi. Nó không chịu dừng lại luôn kìa. Trời ơi. Rồi 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 rồi. Tao mặc dù tao cái gì vậy? Trời. Ok. Trời. Ta mình mặc dù không phải là cảnh sát nhưng mà mình sẽ hỗ trợ cảnh sát hết mình. Ok, nó vẫn chạy, nó chạy á. Đây đây đây. Tao không phải cảnh sát nhưng mà tao sẽ cố hỗ trợ. Mày nè con. Để tấp vô lệ. Tấp vô lệ. Mấy thằng tội phạm này. Ok, nó vẫn bỏ chạy anh em ơi. Cảnh sát đâu rồi? Mình bắt được nó mà sao cảnh sát không thấy? Trời ơi, cảnh sát đâu? Tầm vô. Nó vẫn còn cố ngăn chấp. Ok ok, cho tụi mày vô. Đi vô nhanh. Trời ơi, con xe Lego của mình vậy nhìn. Vô mày. Vô mày. Nhìn vậy chứ nó vẫn rất mạnh mẽ luôn anh em à. Trời ơi, đây ok. Tao sẽ giúp cảnh sát giải quyết. Giải quyết tụi này luôn anh em à. Ok thôi, vậy được rồi, chơi vậy được rồi đó nè. Bây giờ chúng ta sẽ về nhà thôi. Ồ sao vô xe không được á? Ok rồi, vô xe đi về nhà nào anh em. Đủ bộ sưu tập rồi đó. Ok, trong video ngày hôm nay chúng ta đã sưu tập đủ 5 chiếc siêu xe. Trời ơi. Siêu xe bằng Lego anh em à, quá đặc biệt luôn. Trời ơi, quá đặc biệt luôn anh em ơi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chạy về nhà. Ui trời. Chạy về nhà thôi nào. Wow, đây một trong những hình như đủ anh em à, chưa có mất chiếc nào. Ok, bây giờ chúng ta sẽ về vô và chúng ta tổng kết nào anh em. Ok quá đỉnh. Xe cảnh sát với xe chữa cháy không anh em ơi, có một chiếc cấp cứu à. Ô không biết ông anh của mình sống lại chưa nữa. À mới nãy đám ông vẫn còn nằm anh em à, vẫn còn thấy nằm. Ô cha nội kìa. Ok rồi đi chỗ khác chơi mày. Mày ở đâu chạy tới đây? Ok anh em, rồi không biết hỏi thăm anh em của mình cái. Hình như là nằm ngủ luôn rồi anh em ơi. Ok, nhưng mà không sao. Rồi, trong video ngày hôm nay thì chúng ta đã sưu tập hết những cái tất cả những chiếc xe bằng Lego. Và hẹn gặp anh em trong những video kế tiếp nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.